Kitô bà con nô. Vâng, lời đầu tiên thì em cũng xin chân thành cảm ơn cái sự hiện diện của tất cả các quý chức. Anh cũng chân thành cảm ơn sự hiện diện và sự hy sinh của tất cả các bác trẻ đã về đây trong buổi tối ngày hôm nay. Về sự hiện diện với chúng ta ngày hôm nay ở đây thì có đầy đủ ban điều hành của Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng miền Nam và đại diện các vị đại diện của Đồng Hương các giáo xứ. Hiện tại là các bạn giới trẻ ở các giáo xứ tham dự cũng chưa được đầy đủ lắm, nhưng mà hầu hết các giáo xứ đều đã có những bạn rất là nhiệt thành đăng ký ghi danh để tham gia cái ban giới trẻ Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng miền Nam. Và rất là trân trọng tất cả các bạn mà đã có mặt hiện diện nơi đây. Còn một số bạn thì vì điều kiện bất khả kháng nên hôm nay không có mặt được, thì mong chúng ta cũng sẽ thông cảm cho các bạn ấy. Sự đồng ý của ban điều hành Đồng Hương Giáo hạt cùng ban điều hành Đồng Hương các giáo xứ, và những ngày qua là ban điều hành Đồng Hương Giáo hạt và các giáo xứ cùng nhiều anh chị em đã tận tụy hết lòng ngày đêm vì thời gian nó khá gấp. Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã có một cái buổi họp mặt ngày hôm nay khá đầy đủ như thế này. Vậy giờ đây tôi xin giới thiệu những anh mà được đề cử vào cái ban điều hành của Đồng Hương Giáo hạt, giới trẻ Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng Việt Nam. Một là anh Vinh Sơn Trần Văn Cường. Xin mời anh Cường ạ. Anh Cường sinh năm 1990, thuộc xã Phú Thọ. Hiện anh Cường đang ở quận Bình Tân. Anh Cường sẽ chịu trách nhiệm liên kết và trực tiếp quản lý cũng như là kết nối tất cả các anh em ở khu vực xã Giao Thiện. Mình phân theo các cái khu vực. Thì các xã ở xã Giao Thiện nó gồm có những giáo xứ giáo họ nào thì Cường sẽ chịu trách nhiệm. Thứ hai là anh Francisco Nguyễn Văn Kha, sinh năm 1990, thuộc giáo họ Lạc Nam, hiện đang ở quận 12. Xin mời anh Kha. Thì anh Kha sẽ chịu trách nhiệm kết nối các anh em giới trẻ của xã Giao Ngạc và Giao Xuân cùng với anh Long. Thứ ba là anh Đa Minh Hoàng Văn Long, sinh năm 1994, thuộc giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng, hiện đang ở Ái Thiêu.
đấy thì anh Long với anh Ca sẽ chịu trách nhiệm kết nối cung ứng là xã Giao Lạc và xã Giao Xuân. Thứ tư là anh Bernardo Trần Văn Trường sinh năm 1994 thuộc giáo xứ Đất Lũ hiện đang ở Tân Bình. Bình Trường. Anh Trường sẽ chịu trách nhiệm kết nối là tất cả các bạn giới trẻ thuộc xã Giao An, nghĩa bao gồm là giáo xứ Ấp Lũng và giáo xứ Thanh Thủy. Thứ năm là anh Du Xe Đặng Văn Đoàn sinh năm 1987 thuộc giáo xứ Thuận Thành. Anh Đoàn sẽ chịu trách nhiệm là quy tụ kết nối và đặc trách ở xã Hồng Thuận, các giáo xứ giáo họ thuộc xã Hồng Thuận. Hiện anh Đoàn đang phục vụ ở nhà thờ, để sau sẽ anh Đoàn có mặt được thì mong mọi người thông cảm. Thứ sáu là anh Vinh Sơn Đặng Văn Đạo sinh năm 1994 thuộc giáo xứ Minh Đường, hiện đang ở Bình Tân. Thì anh Đạo sẽ chịu trách nhiệm là kết nối và đặc trách khu vực xã Giao Thanh và xã Giao Hương, nghĩa là tất cả các bạn trẻ công giáo thuộc xã Giao Thanh và xã Giao Hương. Thì giờ đây là bây giờ cái ban điều hành mới này nó đã là qua sự tuyển lựa, đấy là và sự đánh giá của ban điều hành của đồng hương giáo hạt và các giáo xứ. Đây là lựa chọn ra những cái con người mà nhiệt tâm rồi là nổi trội về tất cả các mặt. Đấy thì mong là các anh là vui lòng nhận cho cái trách nhiệm này để giúp cho giới trẻ của giáo hạt của chúng ta mỗi ngày thành lập, chúng ta thành lập và mỗi ngày sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Chúng ta ngồi ở đây trước tiên là mình tạ ơn, chúng ta là tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Thánh Linh của Chúa đã soi sáng cho chúng ta để chúng ta có cái buổi gặp gỡ như thế này. Và cái mình tôi muốn nói lên một số cái chia sẻ của mình. Chúng ta gặp mặt ở đây là về hai cái chữ là đồng hương. Có thể là một số bạn trẻ dần dần mới hiểu được. Nhưng cái đồng hương đấy là chúng ta được sinh ra và từ một cái cội nguồn, có những người thì không sinh ra tại quê hương nhưng mà có cái nguồn là thuộc cái giáo hạt tại đời. Đấy, chúng ta vào đây sinh sống làm ăn, có thể là vào từ thời bố mẹ ông bà, có thể là trực tiếp chúng ta. Đấy là vì cái cuộc sống chúng ta mong muốn một cái điều tốt đẹp hơn cho bản thân về cả các mặt, về kinh tế vật chất hay là cũng như là về tâm linh. Đấy thì ngày hôm nay mà chúng ta được ngồi lại ở đây là cũng rất là tạ ơn Chúa rồi. Thì mong sao là chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, đồng hành với nhau trong tất cả nhiều vấn đề, mọi mặt trong cuộc sống để chúng ta nâng đỡ nhau. Vì chúng ta còn có một cái đồng hương nữa, đồng nghĩa là cùng một quê hương nữa là nước trời. Thì mong làm sao chúng ta sẽ cùng với nhau và nâng đỡ nhau để đạt được cái điều đấy. Thì xin trân trọng cảm ơn.
thầy để danh Chúa nhân từ cho các linh hồn thiên nhân được đến chốn nghỉ ngơi. Xin dâng lời cảm tạ hồng thần Chúa bao la, xin dâng lời tạ mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời dâng lời amen. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.